Theo bài đăng trên báo Giáo dục và Thời đại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh xem xét giải quyết đơn kiến nghị phản ánh đối với hành vi của bà Hoàng Thị Hường. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, chị Thảo Thị Mua, chú tại xóm Trúng Quả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, làm đơn gửi tới các ban ngành tỉnh Hà Giang phản ánh về việc bà Hoàng Thị Hường, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường, lên các mạng xã hội như TikTok, Facebook live stream trực tiếp. Bà Hường gọi bèn mén là cám lợn, là món ăn giải nghiệp. Phản ánh từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, bà Mua cũng cho biết trong live stream ngày 6 tháng 2 năm 2023 trên TikTok, bà Hường đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự đối với những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, Hà Giang, gọi họ là những kẻ ăn xin. Vì vậy, bà Mua kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi này của doanh nhân Hoàng Thị Hường. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang Nguyễn Hồng Hải đã có công văn cho biết, sau khi nghiên cứu đơn, tài liệu, hình ảnh do bà Mua gửi đến, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hà Giang xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh.